Dạ em xin phép chào anh trai nhé. Rồi, chào em, chào con gái. Hôm nay đại gia đình nhà mình về đây báo tin vui cho anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải đúng không ạ? Đúng rồi. Chỉ cách tới giờ phút này chắc tầm gần một ngày rồi anh ha. Hôm qua anh về đây cũng giờ này đúng không? Hôm qua nào về đây cũng giờ này. Dạ, hôm qua mà về đây cái giờ này nhưng mà cái trạng thái của anh thì lại khác. Rất buồn, rất lo đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì lại khác, lại vui. Tới giờ phút này thì anh có thể chia sẻ cái thông tin là ngày hôm nay anh về anh báo tin vui. Đặc biệt là con gái anh đã quay trở về một cách an toàn nhất. Đúng không ạ? Bây giờ thì anh có thể chia sẻ cảm xúc, cảm giác của anh hiện tại là như thế nào? Anh bây giờ nói chung ra thì cũng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp gia đình anh lại được con gái. Nó là trong bụng mừng dữ lắm, rất mừng lớn luôn. Nó rất mang ơn là cộng đồng mạng xã hội và anh em hiệp sĩ mình chưa của anh Hải. Nó như giúp hết sức tận tình mà giúp đỡ cho gia đình anh tìm lại được con gái như cùng mất. Rất mừng luôn ạ. Hôm qua thì gặp con gái thì anh có ôm con không? Không, cũng còn hơi giận, không có ôm. Có khóc không? Trong bụng, không có khóc luôn, mà mừng, kiểu mừng mà đều không để tiết lộ ra. Còn bà xã thì sao? Bà xã thì chưa gặp, bà xã còn ở nhà. Chưa bây giờ tới anh về, em điện cho nãy anh ở đây luôn. Vậy là mới gọi, chắc gọi điện báo tin cho bà xã rồi đúng không ạ? Đúng rồi, có báo tin. Rồi em xin phép được chuyện trò với con gái của anh ha. Rồi, hello bé. Dạ. What's your name? Con gái tên là gì? Dạ, anh tên Nguyễn Thị Thúy Huy. Con gái chia sẻ lớn lên cho chú nào. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thúy Huy. Vi năm nay là 13 tuổi đúng không? Dạ. Vi có thể chia sẻ là tại sao, lý do gì mà con bỏ đi? Nào, nói đi con gái. Dạ, bữa con xin cha anh đi chơi, cái xong con bảo sáng con về mà cha không cho, cái con sợ anh về, cha con chửi nè, con đi. Đi luôn? Dạ. Gan dữ ha. Bây giờ cái việc mà chú muốn con làm thực hiện ngay lúc này nè, con quay về bên cha đi, khoanh tay lại xin lỗi cha. Nhanh. Dạ, xin lỗi cha. Nói lớn lên cho chú. Dạ, xin lỗi cha, mốt con không dám gì nữa. Sao nữa, nhớ nghe. Nói sao nữa? Từ giây phút này đến mai sau sao? Con có đi nữa không? Dạ không. Con biết lỗi mình chưa? Dạ rồi. Ôm lấy cha cho chú. Rồi quay lại xin lỗi anh luôn. Đây là anh ba đúng không? Còn hôm qua là anh hai, hôm nay đâu có về đây đúng không? Dạ. Rồi xin lỗi anh ba luôn cho chú. Nhanh và luôn nữa. Dạ, ba không dám gì nữa. Con cho chú hỏi là trong thời gian qua là con đi được mấy ngày? Dạ, hôm nay nữa là 3 ngày. Con thấy cuộc sống bên ngoài thú vị không con? Dạ không. Buồn không? Dạ không. Cái ngày đi đó là con mang theo thứ gì đi? Dạ, con đem theo cái cục sạc với điện thoại mà. Trời đất ơi, không đem quần áo mà đem cục sạc với điện thoại. Dạ. Rồi 3 ngày đó là mình ở đâu? Dạ, có nhà bạn. Bạn ở đâu? Dạ, có ở Đồng Tháp. Ai là người rủ con đi? Dạ, không ai rủ, con tự đi. Con và bọn chú, các chú biết hết rồi nha. Các chú điều tra ra biết hết thông tin tin tức rồi. Nên mà hôm nay con mới có mặt ở đây. Vậy là con là quen bạn đó là trên mạng đúng không? Dạ không, con đi chơi sinh nhật rồi con gặp ấy, nói chuyện qua lại xong rồi con mới quen. Ăn gan cọp ha, nói chuyện qua lại mấy câu mà dám bỏ nhà đi luôn ha. Vậy rồi là 3 ngày trời đó là con ăn uống ra sao? Dạ, cũng bình thường. Ăn ngon không? Dạ không. Có thịt, có cá không? Có. Có ngon bằng cơm gia đình không? Dạ không. Rồi con có khóc không? Dạ không. Ô, không khóc luôn. Lì dữ hả? Rồi mỗi tối đến ngủ này có thấy buồn không? Có. Nếu mà con mà không xem được các cái clip của các chú đăng lên, con có về không? Dạ không. Biết ngay mà, chú biết ngay mà. Nếu con mà không xem được cái video của các chú đăng lên cũng như là các chú đi tìm thì con đâu có về đó đúng không? Dạ. Nhưng mà sao lại con lại không suy nghĩ kỳ hả? Xong về. Cười. Cười không vô rồi. Rồi 3 ngày trời đấy thì mấy bạn ở chung với con là gồm những ai, con biết không? Dạ không, kiểu mà ở chung thôi chứ không có nói chuyện. Mấy người? Dạ kiểu mà một gia đình luôn á chú Trang. Gia đình ha. Con đi là đi với bạn, chú biết bạn như thế nào luôn á, nhưng mà chú không tiện nói ra đây thôi. Đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ về rồi thì sao?
Có đi nữa không? Dạ không. Chắc không? Dạ chắc. Chắc là con phải nói như thế nào đi? Con là học hết lớp mấy? Dạ con nghỉ từ năm lớp 4. Ừ. Vậy hiện tại bây giờ đang ở nhà đang nội trợ đúng không? Dạ. Đang dọn dẹp nhà cửa ăn ở không là chính đúng không? Dạ. Con xin cha con đi lại nhưng mà cha con không cho. Trời ơi, 13 tuổi làm gì con? Con thích làm gì? Làm công việc gì? Dạ, kiếm một cái gì con cũng làm, không sao cái thứ cho tiền. Ủa, kiếm tiền để làm gì? Con dạ, kiếm tiền để làm gì? Phụ cha mẹ. Cha mẹ đâu cần. Nhìn thấy cha khỏe không? Cha lực lượng không? Cha đủ sức lực để cha làm ra tiền, cũng như là các anh trong gia đình làm ra tiền để nuôi con mà. Có để cho con thiếu gì không con gái? Dạ không. Không thiếu sao lại đi làm? Tại con muốn đi làm. Trời đất ơi, nhỏ xíu à. Con là fan hâm mộ ca sĩ nào? Dạ không ai. Con có phải là fan đom đóm không? Dạ. Không hả? Có mê mê chú Sơn Tùng MTV không? Dạ. Có mê chú Giắc không? Không hả? Hay là mê nhóm Big Bang hay Blackpink? Dạ, không ai. Không ai hết đúng không? Dạ. Bây giờ con gái này, con gái là con rất nhỏ xíu à, mới 13 tuổi à. Con đi làm ai mướn con đâu? Đúng không? Dạ. Có ai mướn con không? Dạ có, lúc có ai? 2-3 người kiểu vô công ty Mai làm thời vụ á. Nhưng mà cha con không cho. Trước giờ con đã từng đi làm chưa? Dạ chưa. Chưa đi thì con háo hức. Con đó, có phụ mẹ thôi à, chứ chưa đi. Phụ mẹ là làm công việc gì? Dạ kiểu bán quán á. Quán gì con? Dạ quán nước, rồi đồ ăn. Bán cho gia đình đúng không? Dạ không, đi làm á. À, bán cái đó con thấy công việc có cực không? Dạ có, phải thức sớm. Thức sớm đúng không? Dạ. Nhưng mà con đi làm cho người ta còn cực hơn nữa. Con mà đi làm ở công ty thời vụ còn cực hơn gấp mấy lần nữa con gái. Con vào đấy còn làm phải ra được sản phẩm cho họ, rồi bị có thể là bị áp lực, họ la họ chửi con. Mà đặc biệt rằng con mới 13 tuổi thì không có ai nhận đâu. Chưa đủ tuổi lao động mà ai dám nhận. Con có thích học nghề gì không? Dạ có, con thích học làm nail. Ồ, được nha. Làm nail, được á. Có thích làm tóc không? Dạ có. Con đã từng có ý định xin cha mẹ đi học chưa? Dạ có. Rồi cha mẹ nói sao? Không, có xin nhưng mà... Chưa xin ha. Con có đam mê không? Dạ con không biết nữa nhưng mà con thấy học nghề đó. Nhưng mà con thích đúng không? Được á, chú cũng thấy nghề đó được á, hot á. Nghề đó kiếm ra tiền nha. Vậy thì sau ngày hôm nay thì về sinh ba mẹ. Cái nghề đó cũng được á anh. Cho con gái cũng mình có không rồi, cũng nó có dự định rồi, đến là nó nuôi bà ngoại nó rồi, bà ngoại nó có mất đi nữa là bắt đầu là đưa cho nó đi làm học cái nghề đó đó, và tại vì bà đang giờ đang nuôi bà ngoại. Bà ngoại Cà Mau đúng không? Bé này có hiếu mà. Bé này nó có hiếu á. Chứ cũng có dự tính rồi, dự tính là cho nó học neo. Vậy là hay là để nuôi ngoại xong đi, ngoại khỏe đi rồi đi học được không? Bây giờ thì các chú sẽ sinh ba mẹ cho con đi học cái nghề đó. Làm neo làm tóc. Chú thấy được cái nghề đó cũng có tương lai. Sau này mình có điều kiện thì mình có thể đi ra nước ngoài để mình làm cũng được. Hoặc là mình làm cô chủ nhỏ ở Việt Nam. Được ấy, con rất là dễ thương mà. Bây giờ ngoại sao rồi? Ngoại con á? Dạ ngoại con đẻ vậy con biết. Không có gọi. Ô, này cháu chắc kìa. Ngoại đang bệnh mà dám bỏ đi luôn à. Có thương ngoại không? Có. Con là thương ai nhất nhà? Cha. Thương cha mà làm cho cha khóc vậy đó. Hôm qua con có thấy cha con rưng rưng nước mắt không? Có. Lúc đó con trong lòng con sao? Dạ con buồn. Buồn nhiều không? Nhiều. Con gái con rất nhỏ, chú nói thật luôn, con nhỏ xíu à. Tuổi đời con nhỏ lắm, con chưa biết bên ngoài như thế nào đâu. Nên là chú mong rằng cái lần này là lần đầu cũng như là lần cuối cùng. Bởi vì bên ngoài rất nhiều cạm bẫy, mà đặc biệt con là con gái là con có biết cái gì bên ngoài đâu nha. Đừng có nghe lời chú nói này. Ngoài gia đình ra, ngoài cha mẹ, anh em, không tin bất kể ai, cho dù là bạn thân của con nhé. Không tin luôn cho chú. Đôi khi bạn thân của con có thể lừa con đấy. Con nhỏ quá nhưng mà con cứ tin. Con thấy hôm nay con về đây, con thấy rất nhiều cô chú về đây nhờ đi tìm kiếm các con không? Thấy không? Có. Cô thấy tội những người đó không? Có. Thấy không? Mình đi cái ba mẹ khổ không?
đúng không? Bây giờ về nghe lời chú này, chăm sóc bà ngoại đi, bà ngoại khỏe mạnh. Rồi sau đó là ba mẹ sẽ tạo điều kiện cho học cái nghề con thích, được không? Dạ được. Con biết nấu ăn không? Dạ biết sơ sơ. Con biết làm món ở miền Tây nhà mình thì con biết làm món canh chua không? Dạ. Biết kho cá không? Dạ không. Biết chiên trứng không? Dạ biết. Biết nấu cơm không? Dạ biết. Biết chiên trứng nấu cơm luộc rau ha? Dạ. Thôi thì cái mọi chuyện nó đã lỡ rồi nha, một lần thôi nha. Bây giờ thì con hứa với tất cả này, trước tiên là con phải xin lỗi bởi vì ở đây chỉ có ba và anh thôi, anh ba thôi. Nhưng mà bà ngoại, con xin lỗi bà ngoại trước đi. Xin lỗi mẹ, xin lỗi những người anh em họ hàng, và đặc biệt là xin cảm ơn ông bà cô bác trên cộng đồng mạng. Bây giờ con xin lỗi ngoại con trước đi nào. Dạ xin ạ. Dạ xin lỗi ngoại bố con giá nhỉ. Xin lỗi mẹ nữa. Dạ, hỏi mẹ bố con giá gì nữa. Rồi con hứa với con, hứa con cảm ơn, trước tiên là con cảm ơn ông bà cô bác, cô chú anh chị đã chia sẻ cái video tìm con để giúp con sớm quay trở về, con cảm ơn đi. Dạ con cảm ơn con mạng đã chia sẻ, con thấy được cái video đó để mình dạy cho mẹ, cảm ơn. Rồi con hứa sao nè, con hứa với cô ông bà cô bác sao nè, có đi được không nè? Dạ không. Hứa nha. Dạ. Lần này là mọi chuyện là các chú với gia đình là bỏ qua hết á, lần sau mà đi nữa là các chú xử lý nha, được không? Con dễ thương mà. Bà em thấy bé rất ngoan mà anh. Thì nhà nó cũng rất ngoan, nó đâu có gì đâu mà có cái sao mà đợt này nó vậy, tình trạng nó xảy ra vậy đó. Bởi vì anh mới lo anh sợ, qua anh mới lo anh sợ đó. Lần này chắc về tịch thu điện thoại anh ha. Tịch thu à. Tịch thu điện thoại chịu không? Nhưng mà chơi điện thoại con có cài mật khẩu không? Có, mật khẩu không cài lâu rồi mà. Rồi bây giờ như thế này này, con vẫn xài điện thoại nhưng chơi với cái điều kiện là những trang mạng lành mạnh, và đặc biệt rằng là con mà nói chuyện với ai thì con phải được sự kiểm soát của ba hoặc là các anh các mẹ hoặc là các anh cũng như là mẹ trong gia đình, được không? Dạ, chịu không? Hỏi con ai bắt cũng được mà nó phải không? Có phải là không cho à? Vậy hả? Dạ. Dễ thương ha. Vậy thì tốt rồi, thì anh còn điều nào anh chia sẻ không anh trai? Giờ anh lên đây là trước mặt cộng đồng mạng, ngày qua thì anh cũng có hứa là nếu mà anh chuyện gái anh về là anh bỏ qua tất cả. Dạ. Mà giờ cho anh xin nói một câu nhấn mạnh luôn. Dạ. Từ đây trở về sau. Dạ. Cái người mà dắt con của chú đi ở của anh đi mà còn tái phạm thêm một lần nữa thì chú phải cho pháp luật xử lý, với chú không còn thông cảm được điều gì hết. Đó, ngày qua là chú đã hứa là chú không có làm gì, tất cả là chú tự xuống dưới là chú bắt con chú về ở anh về. Đó là chú hứa là đi trên đồng hoàng cộng mạng, và nên thành thử là chú làm theo cộng đồng mạng. Mà điều chú anh phải gần mặn một câu là kể từ đây trở về sau, nếu mà còn dụ dỗ con của anh đi nữa và anh phải cho pháp lực chúng ta vào xử lý, cho anh không còn thông cảm điều gì được hết. Ngày hôm qua thì anh cũng như là con trai về đây thì cũng đã nói rõ trên cái video là cho cơ hội là 1 đến 2 ngày. Nhưng mà tới giờ phút này thì mọi chuyện nó cũng đang diễn ra rất là tốt đẹp rồi. Thôi thì họ cũng biết cái lỗi cái sai của họ rồi anh ạ. Đúng rồi. Thì bé nhà mình cũng về một cách an toàn, và đặc biệt rằng là bé chưa xảy ra một cái vấn đề gì hết. Thì mình cũng hoan hỷ ha. Mình hoan hỷ, mình bỏ qua cho họ. Nhưng mà nếu còn tái phạm một cái lần nữa thì mình sẽ, mọi chuyện thì mình sẽ mang ra cơ quan pháp luật. Đúng rồi. Để pháp luật xử lý. Thôi thì cái mọi chuyện nó chưa xảy ra một cái gì hết. Thường mình cứ bỏ qua, mình hoan hỷ, mình bỏ qua đi ha. Thì anh có điều nào anh muốn cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Bây giờ gia đình đến đây thì cũng nhờ anh em hiệp sĩ của anh Hải trước nhất, còn thứ hai thì cảm ơn là cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiều để giúp đỡ cho gia đình để tìm được con gái về. Gia đình xin rất cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều. Rất cảm ơn. Anh có điều nào muốn chia sẻ thẳng thắn tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ? Nó thì đây từ đây với sau á, các anh em mà bực cha bực mẹ đó, nó tình trạng này nó xảy ra rồi, mình phải kiểm soát con mình lại như thế nào, đừng để cho xảy ra tình trạng này nữa. Nó bây giờ tình trạng này giờ nó xảy ra rất quá nhiều, nó thành thử ra mình phải kiểm soát con mình nhiều hơn. Tại như tôi bây giờ đã lầm lỗi rồi, nó như giờ trước mắt là tôi phải nhờ lên đây, cũng nhờ lên đây là nhờ mới hiểu được rõ chuyện. Bởi nhờ anh em là bực cha mẹ, mình phải kiểm soát con mình lại nhiều hơn chút nữa cho nó an tâm dễ bề, không để sạc ở
vậy mà xảy ra tình trạng này đau khổ lắm. Rất nhiều trường hợp về đây, anh thấy không, sáng nay rồi hôm qua anh lên, sáng hôm nay anh thấy nhiều không? Nhiều không ạ? Đúng rồi, rất nhiều, qua nay rất nhiều. Toàn tìm các con, mà đặc biệt các con rất nhỏ tuổi bỏ đi, và bỏ đi một cách gọi là nhiều cách bí ẩn. Bí ẩn. Và đặc biệt là đa số là các con chơi điện thoại và quen biết qua mạng xã hội. Nên hy vọng rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ, cô chú anh chị hãy truyền tải, truyền đạt cho con em mình phải có một cái cách để quản lý các con. Bởi vì hiện nay thì xã hội càng phát triển thì công nghệ nó càng tiên tiến. Và đặc biệt rằng là việc các bé sử dụng điện thoại và bị cám dỗ qua mạng điện thoại cũng như là các trang mạng xã hội thì đó là cái chuyện là rất là nhiều. Nên mà cha mẹ hãy luôn luôn cảnh giác cũng như là tuyên truyền cho các con, để các con nhận thức, biết được đâu là đúng, đâu là sai, để tránh các trường hợp mà bỏ nhà đi. Và đặc biệt rằng khi bỏ nhà đi rồi thì các bé sẽ gặp những cái điều không hay. Đúng không ạ? Thì từ hôm qua tới hôm nay thì con đã về rồi. Thì em cuối cái video này thì em không biết nói gì hơn để chúc mừng gia đình nhà mình. Và khi anh về đây nhờ anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, thì anh em có lấy của gia đình nhà mình một đồng bạc nào không? Không, nó là vào quà tặng miễn phí. Giúp miễn phí, đúng không ạ? Thực chất ra như thế này này anh trai, từ trước tới giờ anh em tìm được rất nhiều các trường hợp, rất nhiều, đa số là anh em tìm được, nhưng mà vì rất nhiều lý do nên mà rất nhiều gia đình không quay trở lại. Bởi vì là anh em ở đây là không có cần tiền bạc, giúp miễn phí, không cần hậu tạ. Anh em chỉ cần lên cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng để báo tin cho cô chú anh chị biết, để cô chú anh chị đỡ đi tìm. Cộng đồng ta mừng giùm mình đó. Đúng rồi ạ, bởi vì là nhờ bà con, nhờ bà con cô bác thì mình cũng phải biết điều một tí, là mình một gọi là một tiếng để mình cảm ơn. Chứ không phải là quay lại đây mà để anh em đòi tiền bạc là không có. Anh em trước giờ là giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Và cũng có rất nhiều trường hợp thì vì một cái lý do gì đó mà không có quay lại đây. Có thể là ngại, hoặc cũng có thể là đường xa xa xôi, không có tiền xe cộ này kia. Nên cô chú anh chị cũng phải hiểu rằng anh em là anh em đã đăng lên là sẽ có kết quả. Hiếm có trường hợp nào mà không có kết quả lắm. Anh em ở đây là không dám đảm bảo là 100% tìm được, nhưng mà 10 trường hợp thì cũng phải tìm được 5-6 trường hợp. Theo cái clip này có coi theo dõi, anh nhìn anh cũng như theo dõi, anh biết cái clip này là lẹ nữa. Đúng ạ. Có những cái trường hợp mới đăng buổi sáng là buổi chiều là anh em tìm được thông tin. Bởi vì cô chú anh chị ở khắp tỉnh có thể là thấy con nhà mình hoặc con nhà người này người kia ở đâu đó, là cô chú anh chị báo được liền. Không thể thể đi đâu được hết á. Bởi vì ví dụ ở Kiên Giang thì có bà con ở Kiên Giang, ở Trà Vinh thì có bà con ở Trà Vinh, chẳng hạn vậy á. Nhưng nhờ như vậy cộng đồng mạng này đều đâu người ta cũng đều thấy hết á. Dạ. Cái thông tin nó lẹ, còn như tự mình đi kiếm không mà biết chuyện nào. Đúng rồi, như anh chị đi, như anh mà đi đá biển vậy thôi, anh như ngoài đường không? Nhưng mà bé ở trong nhà sao anh biết được. Đúng rồi. Thôi thì chúc mừng, dù sao thì bé cũng quay trở về một cách an toàn rồi. Hôm nay thì ba về, ba làm món gì ngon ngon để đãi con nhá. Con gái là thích ăn gì ta? Gái gì cũng được. Con thích ăn món gì nhất nào, nói chú nghe. Dạ, qua sao vậy? Khổ hoa sao hột vịt. Món gì khác nữa không? Thích ăn cua không? Thích ăn tôm không? Cơm tấm không? Thích khổ hoa hầm. À, khổ hoa xào thế hả? Rồi hôm nay ba về ba làm đã luôn cho ăn nhá. Chịu không? Làm một mâm to chả bá, chịu không? Nhớ nha con gái ngoan nha. Bây giờ con đang trong vòng kiểm soát của các chú hết. Con đi đâu là các chú biết hết. Nha, nghe chưa? Nên về nhà ngoan ngoãn nghe lời ba. Chăm ngoại. Con về Cà Mau là các chú có đội ngũ ở dưới Cà Mau luôn. Con dưới đó con làm bất kể điều gì các chú biết hết. Nha, con đi ra khỏi nhà là các chú biết luôn. Nên mà phải ngoan. Chăm ngoại xong rồi về là ba cho đi học. Mai mốt làm cô chủ nha. Lớn lên là mình thành công thành tài, lúc đó thì mình muốn đi đâu đi nha. Dạ thưa cô chú anh chị thì buổi sáng ngày hôm nay thì mở đầu cho ngày mới thì anh em đội sĩ Thanh Hải báo tin vui trước. Và những video sau thì có lẽ rằng lại tiếp tục những câu chuyện như ngày bình thường. Đó là những chuyện buồn của từng gia đình, cô chú anh chị ạ. Thì rất hy vọng rằng cái video này cũng lan tỏa, hy vọng là cái video này là truyền tải một cái thông điệp là tích cực cho tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ, cũng như là báo tin vui cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị khỏi đi tìm bé nữa. Thì em không biết nói nhiều hơn, em thay mặt đội sĩ Thanh Hải, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn quan tâm yêu thương, chung tay góp sức cùng với đội hiệp sĩ Thanh Hải để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết là chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Thì hôm nay anh cùng với lại con trai của anh và đặc biệt là bé gái đã quay trở về đây để báo tin cho anh em cũng như là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Gia đình nhà mình có đồng ý cho anh em
đăng tải cái video thông tin câu chuyện này lên khắp các trang mạng xã hội để báo tin vui cho tất cả cô chú anh chị không? Đồng ý. Em trai đồng ý không? Dạ, rồi con gái đồng ý không nè? Có. Rồi. Thôi em xin phép chào gia đình nhà mình nhá. Rồi chào con gái nhá. Bye bye. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị.